15 sự thật trên đời khiến cho bạn phải tỉnh ngộ. 1. Xã hội bây giờ lạ lắm, người ta quen nhau vì nhan sắc, quý nhau là vì đồng tiền, xấu ai ngó, nghèo ai theo. 2. Ruồi chết vì mật ngọt, đàn bà chết vì đàn ông khéo, đàn ông chết vì đàn bà đẹp, cha mẹ chết vì con cái bất hiếu. 3. Người tốt chẳng bao giờ khéo miệng, kẻ xấu thì luôn ngọt ngào. Nhưng hãy nhớ rằng, hiền lành, thật thà thì trời thương, gian manh xảo trá thì sẽ bị trời phụ. 4. Mọi thứ sẽ đến vào lúc thích hợp. Lúc này bạn cần làm là hãy kiên nhẫn chờ đợi, đừng nôn nóng. 5. Người ta cho rằng sống một mình thì rất cô đơn, nhưng mình không nghĩ như vậy. Ở bên cạnh người không hiểu mình mới là người cô độc nhất trên đời. 6. Đừng bao giờ lừa dối người khác, bởi vì những người mà bạn lừa dối được đều là những người luôn tin tưởng bạn. Mà niềm tin thì một khi đã mất đi, không bao giờ trở lại được như lúc đầu. 7. Có 3 loại người là bằng hữu của ta. 1. Là người yêu ta. 2. Là người ghét ta. 3. Là người lạnh lùng với ta. Người yêu ta thì làm ta ấm áp, người ghét ta thì khiến cho ta thêm cẩn trọng, và người lạnh lùng thì giúp cho ta học cách tự lập. 8. Trong cuộc sống phức tạp này, chỉ có ta mới biết được khi nào cầm và buông những câu chuyện của mình. 9. Nếu như có người vì điểm tốt của bạn mà sẵn sàng bỏ qua những điểm xấu, thì hãy tôn trọng họ, bởi vì hầu hết có những người vì những điểm xấu của bạn mà quên mất bạn cũng có những điểm rất tốt. 10. Đừng dùng miệng của mình mà can thiệp vào cuộc sống của người khác. Đừng dùng cái đầu của người khác mà suy nghĩ về cuộc sống của mình. 11. Quen biết một người là do duyên phận, hiểu được một người là do kiên trì, chinh phục một người là do dựa vào trí tuệ. Có thể ở được bên nhau dài lâu hay không là do sự bao dung. 12. Đừng nói mà hãy làm, đừng luyên thuyên mà hãy hành động, đừng hứa mà hãy chứng minh. 13. Đừng phụ người đã từng giúp đỡ bạn, đừng hận người đã từng yêu bạn, đừng lừa dối người luôn tin tưởng bạn. 14. Muốn thương nhau thì phải biết hiểu nhau, muốn hiểu nhau thì phải tin tưởng nhau, muốn tin tưởng nhau thì phải thật lòng với nhau. 15. Trước khi trả lời, hãy lắng nghe. Trước khi hành động thì phải suy nghĩ. Trước khi quở trách thì phải đồng cảm. Trước khi bỏ cuộc thì hãy thử lại. Và trước khi đi chùa cầu nguyện thì hãy tập tánh tha thứ và buông bỏ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hãy like, đăng ký kênh và chia sẻ video cho bạn bè người thân, và bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất. Xin kính chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe thật dồi dào và có một cuộc sống thật hạnh phúc.